dân cư, xã hội châu Âu. Các cuộc thiên di và chiến tranh tôn giáo trong lịch sử đã làm cho các quốc gia châu Âu ngày nay có sự đa dạng, phức tạp về dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Hiện nay, châu Âu đang phải giải quyết nhiều vấn đề xã hội. Dân số đang già đi, các vấn đề của đô thị hóa, các vấn đề dân tộc và tôn giáo, vân vân. 1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Hình 54.1 là lược đồ các nhóm ngôn ngữ ở châu Âu. Quan sát hình và cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào. Nêu tên các nước thuộc từng nhóm. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Europeoid, gồm 3 nhóm ngôn ngữ chính: nhóm German, nhóm Latin và nhóm Slav. Do tính chất đa dân tộc nên phần lớn các quốc gia ở châu Âu đều đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. Phần lớn dân châu Âu theo Cơ Đốc giáo, gồm đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành và đạo Chính Thống. Ngoài ra, còn có một số vùng theo đạo Hồi. 2. Dân cư châu Âu đang già đi, mức độ đô thị hóa cao. Dân số châu Âu là 727 triệu người, số liệu năm 2001. Quan sát hình 54.2. Nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và của thế giới trong giai đoạn 1960-2000. Hình 54.2 là kết cấu dân số châu Âu và thế giới qua một số năm. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu rất thấp, chưa tới 0,1%. Nhiều nước Đông Âu và một số nước Bắc Âu, Tây Âu có tỷ lệ gia tăng tự nhiên âm. Dân số tăng ở một số nước chủ yếu là do dân nhập cư. Hình 54.3 là lược đồ phân bố dân cư và đô thị ở châu Âu. Mật độ dân số trung bình của châu Âu là trên 70 người, 1 km vuông. Những vùng có mật độ dân số cao thường là các đồng bằng, các thung lũng lớn và đặc biệt là các vùng duyên hải. Trong khi đó, dân cư phân bố thưa thớt ở phía Bắc và những vùng núi cao. Quan sát hình 54.3, nhận xét sự phân bố dân cư ở châu Âu. Các vùng có mật độ dân số cao, trên 125 người, 1 km vuông. Các vùng có mật độ dân số thấp, dưới 25 người, 1 km vuông. Đô thị hóa ở châu Âu có một số đặc điểm. Mức độ đô thị hóa cao. Châu Âu có khoảng 75% dân số sống trong các đô thị và hơn 50 thành phố trên 1 triệu dân. Ở những vùng công nghiệp lâu đời, các thành phố phát triển và nối liền với nhau tạo thành dải đô thị xuyên biên giới, như dải đô thị kéo dài từ Liverpool, Anh đến Köln, Đức. Việc phát triển sản xuất công nghiệp ở vùng nông thôn cùng việc mở rộng ngoại ô của các đô thị đã thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn. Điều kiện sống của người dân nông thôn ngày càng gần với điều kiện sống của người dân thành thị. Tóm tắt bài: dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Europeoid. Những cuộc thiên di và chiến tranh tôn giáo trong lịch sử đã tạo nên sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo trong các quốc gia ở châu Âu. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên quá thấp. Dân số châu Âu đang già đi. Đô thị hóa ở châu Âu có một số đặc điểm. Tỷ lệ dân thành thị cao. Các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị. Đô thị hóa nông thôn phát triển mạnh. Câu hỏi và bài tập. 1. Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo ở châu Âu. 2. Phân tích hình 54.2 để thấy, so với thế giới, châu Âu là một châu lục có dân số già. Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi.